Thím mới vừa qua tới nhà của thím ba. Thím ba là trong nhà mẹ của anh Di họ xây nhà đó. Chú ba làm gì vậy chú ba? Hả? Chú ba đông rượu. Thím ba. Hồi sáng anh có nói anh Di á, anh hỏi giờ nào thím ba lấy hèm. Khác rồi thì giờ mở ra không? Không Hả? sao? Hả? Mình đi rồi. Chừng nào thím ba mở? Giờ mở xuống được, giờ rồi thôi. Hả? Đây. Giờ thím ba là lấy rượu hay lấy hèm ra thím ba? Lấy hèm, lấy rượu. Là lấy rượu rồi hả chú ba? Đó, đã hai con lại con quay. Thím ba với chú ba là sáp rượu mấy chục năm nay. Mà sáp rượu rượu nếp. Bởi vậy cơm da cho nên là có hèm. Ở xóm thì giờ mua kiếm mua hèm cũng hơi khó. Mà muốn mua thì qua nhà chú thím ba có sẵn. Ngày nào cũng có hết hả chú ba? Ừ, ngày nào cũng có hết. Có hai ao sâu với kia kìa, hai con vừa chưa dở kìa. Hai xô này chú ba. Cái này á hả? Cái này hèm. Cái này lấy rượu rồi hả chú ba? Lấy rượu rồi. Cái nồi vẫn còn than. Nghĩa là thắp mới vừa thắp rượu xong. Thôi lấy ra vô qua bệnh hết thì ủa bệnh thấy tiền vừa hay gì thím ba? Thấy tiền nhà nước cho tiền cái phân vừa phải không? Đây là cái bộ máy làm rượu của chú thím ba. Làm rượu theo kiểu hồi xưa. Nấu cơm già thím ba chưa dở với á. Dạ. Thím ba chưa dở cơm già. Tại... Cái này là cám hay gì vậy thím ba? Cái này cám nè, cám. Cám nấu cái gì vậy? Tét nữa nè. Cám cái gì mà mềm mềm cơm hả ba? Cơm cám. À sáng thím ba nghe nói mà. Dạ. Gì nó không có nói rõ ràng. Hả hả? Tưởng đâu nói bà tin. Hỏi bà Ti, tưởng là bà Ti xin nước hèm về. Thường thường ta xin nước hèm về đặng ta nấu gà hay gì á. Khánh cũng xin nước hèm về nấu gà. Hả? Khánh cũng xin nước hèm nấu gà. Ừ. Dạ. Tại vì bà thấy người ta cũng xin nước hèm về nấu gà hoài á. Ở thành phố á, chứ không phải đây nha. Là ở đây mình không có ăn, mình không có ăn được. Còn ở thành phố họ xin hoài à, ở trên nhà chú Năm Khoa. Dạ. Xin là xách nguyên thùng đi lên tỉnh hả thím ba? Không có, cũng như múc cái nước chừng vài lít vậy á. Cái nước hèm là nước sao ta? Khánh không biết. Đâu đi thím ba dở ra còn còn. Dạ, ngày nào thím ba nấu rượu xong rồi thím ba cũng dở ra vậy hả? Ừ, ngày nào thím ba cũng nấu hết trơn. Hồi sáng anh hỏi anh Di là thường thường cỡ mấy giờ thím ba có? Nấu cơm da, nãy nấu cơm da rồi kìa chứ kìa. Nhưng mà cơm da mình ăn được không thím ba? Được chứ. Nó lắm á, để chút nữa con xuống quay. Cơm da mình có làm được gì không? Cơm da mình dở ra. Dở ra cái mình mới ủ. Ủ 8 9 ngày kìa mới mấy nấu mới ra rượu thì con mới chế vào đây con tháp như vậy cả. Dạ, vậy ăn gì là mỗi một ngày thím ba khát hai tháp rượu vậy hả thím ba? Nó nóng quá ha. Tại thường thường là tại ấy thím ba để ngủ thím ba mới dở, tại có con hồi sáng con hỏi anh Di mấy giờ thím ba có cần có cái có này á, tưởng ấy. Đâu là nói... xin nước cơm nước hèm đó, tưởng là con xin nước hèm á. Thì đúng là con xin nước hèm. Nay xin nước hèm luộc gà hay gì? Dạ. Làm thử đi bữa hả anh Di giới thiệu cái món này mà Khánh cũng chưa thấy ai ăn. Làm thử thử coi ra làm sao. Ai được, ai được. Dạ con với Nhân Dung với Tiền thay phiên hả? Tiền nó ở nhà thì nó phụ với con. Còn hả Nhân Dung nhà thì nó phụ con. Vậy hả như ai rảnh thì chạy đi đưa rước vậy hả bà?
Bà lấy bớt than cho đỡ nóng hả? Hả? Bà đó lấy bớt than cho nguội hồi nãy ông kia muốn ông ngăn quay. Rồi, bà dở trong da cho quay. Dạ. Cái này nè. Vậy giờ bà để đây cho nó nguội bớt phải không? Ừ. Cái này là cái nước thèm hả bà? Ừ, nước thèm cho anh đó. Giờ Khánh đi theo thím bà, ăn thím bà lấy cơm da. Ok, bà chiên khô hay chiên cá à? Nó có khép không vậy? Nó con không nghiệp. Bà về có ai phụ làm bà? Bà về bà đâu có làm gì hả? Thì mẹ con cũng làm trong nhà ông cửa vậy chứ mẹ con có còn chuyện ngoài yên đâu. Ừ, đâu quá không có gặp bà. Ủa cái này giống như là thím ba nấu xôi vậy không? Ừ thì xôi, thím ba xôi ở dưới nè, có dĩ nè. Xôi hả? À, mà không có nước cốt dừa thôi phải không? Không, không. Chỉ có hấp thôi, ừ. Hấp nếp thôi. Ừ. Là nấu cho nó nở ra, nó thành cơm. Ê, thành xôi vậy, nấu giữa chừng. Phải chế nước cũng như chế rưới nước dừa sâu vậy đó. Ừ. Đó trăng từ vậy. Vậy thím ba rưới nước rồi luôn luôn ừ, hả? Rưới vậy nè. Hả? Ừ. Rồi vậy. Hai ao sâu thì hai ao vậy đó. Cái này vậy là dành cho ngày mai hay chừng nào thím ba? Hả? Giờ thím ba dở ra. Dở ra con khách ăn miếng được không? Miếng này có ngon mà tại vì nếp thiệt mà. Ừ. Nếp. Vậy giờ thím ba làm sao nữa? Hả? Vậy mà mới dở ra. Chú không phải dở ra cho nó nguội hả? Ừ, dở rồi banh ra. Ừ, anh nghe cho nó nguội. Ừ, nguội thì cái chiều với mới vô men. Dốc men vô. Ừ, vậy chứ cái gì đó. Vậy rồi chừng để chừng nào mới nấu rượu? Đấy, 8 ngày. Dốc men vô đủ 8 ngày. 8 ngày rồi mới ra rượu rồi thì mà mới nấu. Lần ngày nào thấy mà cũng cứ làm liên tục làm liên tục liên thì tục cứ canh tới ngày thứ 8. Cái nào mà tới 8 ngày thì mình lấy mình nấu rượu không? Cứ làm tới đó thì ghi sổ vậy, ghi số vậy á. Hả? Thế mà bỏ vô đâu thím ba ủ hả? Đây nè. Ba dở ra rồi nè, em ba múc nước sẵn nè, chút nước ấy vô. Ủa cái này là gì em ba? Men. Cái này là thôi. Men với nước hả? Ừ. Chút nữa mình dở ra banh, banh cho nguội, cái bỏ vô đây. Hả? Ghi để đó 8 ngày. Ừ, để 8 ngày thì ngày nào cứ ghi tới tới hoài. À, hả? Ừ. Vậy là thím ba đây cơ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Rồi cái 2 nữa là tốt quá. 12 13 14. Ừ, ok. Hử. 16 cái lận mà cũng như nấu cơm chưa kịp. Ừ. Cái đèn đèn nó lên cái đó là cái gì vậy? Cái này dính vàng hả? Nếp cơm nè nè, gắn cơm cái nè. Nếp á hả mà? Ừ, cơm nếp á phò. Hậu quyên nè thấy chưa? Rồi mình lấy cái nước này mình nấu gà hả bà? Ừ. Ăn có xỉn không ta? Có nấu chưa? Chưa. Hình như bà năm khoa bà nữa nấu hay lắm. Cái bếp nó nóng mà thím ba đứng thấy ớn quá à. Hả? Cái bếp nó nóng than không à? Hai cái này là hai cái bình cho nó mát, dễ nhiệt, đang cho nó ra rượu, ra mồ hôi. Hả? Lọc qua. Thím ba để hai cái này thím ba dở cơm. Ừ. Cái vô cơm da. Ba bình thường thím ba còn nuôi heo không? Không. Vậy rồi bình thường bán. Cái nước hèm này thím ha, thím ba làm gì? Thím ba bán người ta hả? Ừ, nè nước nè Khánh, vớt cái nước nè, ta xin cái nước này nè, ta nấu gà nè, chừng lít hả? Ừ. Lít cái ta. Thím ba bán hả bà? Không, cái thì bán, còn cái nước ta xin lít hay lít gì? Gì? Không, ý là như thím ba khác vậy là rồi còn cơm cái này là bán á. Bán cho mấy người nuôi heo hả ba? Bán cho mấy người nuôi heo hả?
Hồi xưa thì thím ba có làm thêm dừa, nghĩa là thím ba mua dừa khô đó. Hồi xưa thím ba có ghe nè, có ghe bự nè, có ghe nhỏ, thì thím ba làm dừa ở xung quanh đây. Nhưng mà giờ thì thím ba mấy anh thì đi làm hầu rồi, chú thím ba thì cũng lớn tuổi cho nên là không còn sức để làm dừa nữa. Dừa giật rồi chở nữa phải không thím ba? Hồi đó làm dừa á, vừa chở dừa rồi mua thêm củ đậu dừa, rồi về vừa nấu rượu nữa, rồi vừa lột dừa đó. Vậy con hơi được nha. Đó. Giờ thím ba múc cho thánh với nước hèm. Nước này là nếu mà ai không biết ăn thì người ta chỉ cho con heo ăn thôi. Nhưng mà trước khi mình ăn thử. Con nấu nhiều đi mệt à. Hình như nấu ít chứ không có nấu nhiều nữa. Về ướp á. Tại thím ba không ăn. Thím ba chưa? Thím ba ăn lần nào chưa? Chưa mà nghe ba nói ăn cũng ngon lắm. Dạ. Ở nhà Khánh có con gà, rồi hồi tối cái mẹ Khánh bắt, mẹ Khánh để sẵn nè. Con gà này cái mặt nó đỡ tươi à. Gà này gần đẻ chưa mẹ? Mấy tơ gần đẻ rồi. Nó đỡ tươi à. Mẹ nói gà này chưa đẻ lần nào hết. Giờ Khánh bắt nước bằng thịt nó, rồi chuẩn bị làm cái món gà hấp hèm. Ăn thử thử cây gà sao. Hồi nào tới giờ Khánh nghe nói nhiều rồi, nhưng mà Khánh cũng chưa ăn lần nào hết. Bữa nay ăn thử. Cái này là tỏi nè, ớt với hành tím. Còn đây là con gà. Hồi nãy mần rồi sạch sẽ rồi. Cái da của nó rất là vàng. Con gà này mới vừa nhổ lông thôi. Còn tươi, còn nguyên. Chưa không phải là con gà luộc, mà nhìn y như là cái con gà luộc rồi á. Nó vàng tươi, cái này chắc người ta cho nó bắp nè hay gì hết. Bắp á. Cho nên là cái da nó màu vàng. Bắp với lúa màu vàng. Còn đây là cái hũ hèm. Người ta nói là gì? Thấy mấy ông đàn ông mà đi nhậu á, xỉn tới xỉn lui tối ngày á, người ta nói y như nhìn ông y như cái hũ hèm. Không? Đi ngang nghe mà như cái hũ hèm. Đó gì hơn? Đúng rồi. Đó. Thì cái này là cái hũ hèm. Giờ Khánh hỏi thử cái mùi hèm ra làm sao mà thường người ta dí giòn mấy ông mà nhậu triền miên ngày nào cũng nhậu như cái hũ hèm. Vì nãy giờ nghe mùi đó rồi đó. Nghe mùi rượu rồi đó. Ở trên nó thì cái nước hèm này thì nó có cái màu ngà. Ở trên thì nó trong, còn ở dưới thì nó hơi đục nè. Đó. Quẩy nó lên nè, ở dưới nó hơi đục. Rồi, bây giờ Khánh thử nha. Ôi, nó chua chua, nó có một cái mùi chua chua y như là men vậy đó. Mùi chua của men. Rồi, bây giờ trước hết là Khánh hấp hèm á, thì Khánh ướp gà với hèm. Giờ Khánh lật ngửa con gà lên. Đó. Còn mấy cọng lông lưa thưa, lông măng thợ gà lông măng dữ lắm, lông măng luôn sợ bổ lông cho nên là lông măng thấy nó gà. Rồi bây giờ Khánh múc hèm, múc bên đây mình quậy nó lên cho nó đều, rồi cái mình múc mình lượt lại 1 muỗng 2 muỗng 3 muỗng 4 muỗng 5 muỗng gì đi. Đó, 5 muỗng hèm Khánh để ở trong đây luôn. Rồi bây giờ Khánh ướp con gà. Khánh nhớ mấy người không làm gà để trong hũ hèm nấu luôn. Ai vậy hơn? Thì mấy người muốn ăn gà để trong cái hèm á, cái nấu nào chín vớt. Luộc gà phải không? Luộc trong hũ hèm, nào chín cái vớt ra cái làm nó làm ớt tỏi. Muối ớt phải không? Chấm. Muối ớt chấm. Giờ Khánh nêm vô đây một miếng hạt nêm nè, với một miếng một chút xíu muối nè. Đó. Rồi Khánh chờ dì Hương sắc tỏi ớt nè với hành tím xong rồi bỏ vô đây ướp. Ướp con gà với hèm.
chấm để ở đây cho nó tan ra. Rồi cái bắt đầu mình trộn cho đều ở phía ngoài gà luôn. Thơm lắm Khánh. Nhỏ ha. Khánh tưởng đâu bình thường á, ai mà nấu rượu á, Khánh nghe đi ngang Khánh nghe cái mùi hèm Khánh chịu không nổi. Tại vì nó nghe nó như hồi nhỏ tới lớn á, Khánh nghe cái mùi đó Khánh tự nhiên Khánh thấy sợ sợ sao. Tại vì hồi đó thì ở ngoài này có bác Khánh cũng có làm khắp rượu bằng hèm vậy nè, khắp rượu bằng cơm da có hèm vậy nè. Thì mỗi lần mà khắp rượu xong thì bác Mười lấy cái hèm cho con heo nái nó ăn. Thì mỗi lần mà đi ngang con heo nái thì lại nghe mùi hèm, cho nên là tưởng tượng là cái mùi đó là của con heo nó ăn chứ không phải người ta ăn. Nhưng mà mấy bữa nay thì nghe anh Duy giới thiệu là có cái món mà gà hấp hèm này nè, ngon lắm. Cho nên là Khánh làm thử, tại vì lớn rồi cho nên là biết là hèm nó rất là sạch và nó không có dơ. Thì hồi nãy qua nhà của thím ba thì thím ba cũng có nói là làm thế nào để mà ra được cái nước hèm này. Thì lấy nếp nè, rồi đem hấp cơm da xong rồi trộn với men, trộn men rồi để ủ 8 ngày cho nó lên men. Rồi bắt đầu đem đi kháp thành rượu, ra rượu rồi cái nước còn lại là nước hèm. Thì cái nước này nó rất là sạch, nó không có dơ. Giống như là hồi nhỏ Khánh suy nghĩ, tại vì này không hà là con heo nó ăn nhưng mà mình ăn vẫn được. Rồi vậy chắc được rồi Dì Hương. Giờ Dì Hương bầm tỏi nè, ớt nè, hành tím xong rồi nè. Giờ Khánh đổ xuống đây Khánh ướp con gà luôn. Cái này chắc hơi cay nha. Tại vì có ớt cũng cay bộn bộn mà. Phe phe. Ngọt dữ lắm á Khánh. Thử. Để thử đi. Thử thì nó ra sao. Bây giờ Khánh cho nó cái nước này nó ra ngoài. Rồi Khánh trây vòng vòng con gà. Không phải là trây mà mình kêu bằng gì ta, mình bôi hả? Như mình ướp nó đó. Cho cái nước này nó thấm vô con gà luôn vậy nè. Mình trở tới trở luôn. Mình ướp thì khoảng nửa tiếng hồ. Khánh mà nấu cơm sống á, Khánh rưới rượu vô là nó sắp sập lại liền. Ồ vậy hả? Cái bà kia đó bà vậy á. Bà nói nó còn sống rưới miếng rượu vô là nó xốp rồi. Với lại mỡ á, hồi xưa ở nhà không có ăn dầu mà ăn mỡ heo thắng thì để dành ăn. Thì mẹ Khánh nói là mỡ heo thì mình thắng mình để lâu quá thì nó bị hôi, nó bị hôi á. Rồi cái mình lúc mà mình thắng mỡ mình chế vô một miếng rượu thì mình ăn được lâu, nó không có bị hôi. Rượu này cũng giống như là nó kỵ với nó, mình để được lâu quá gì hơn ha. Đúng rồi, chứ rượu vô ăn 5-6 năm cũng bình thường á. Không có hư. Không hôi mà không hay mỡ. Cái cơm da này là người ta cũng rút gạo sạch sẽ luôn hay hơn. Rút chứ, rút con thúng á con. Rút cho sạch rồi họ mới đổ vô, họ mới nấu. Vậy hả? Vậy là sạch sẽ chứ không có gì hết. Đâu có gì, mình làm rượu mà đâu có gì đâu. Hèm. Khánh để cho con gà này nó thấm cái nước hèm này cái đi. Còn cái còn nữa, bao nhiêu đây nước hèm nè. Lát nữa Khánh sẽ, khi mà Khánh hấp con gà thì Khánh lấy cái nước hèm này nè, Khánh để ở cái mặt dưới của cái nồi. Cái lớp dưới như mình hấp cách thủy mà, nên là cái nước này mình sẽ cho nó bốc hơi hèm lên cho nó chín con gà này luôn. Nó màu là ngon. Nó màu chín lắm á Khánh. Nó sẽ thiệt là ngon luôn. Gà Khánh ướp nãy giờ cũng được nửa tiếng đồng hồ rồi. Cái Khánh bắt cái nồi lên thì bây giờ Khánh chuẩn bị Khánh hấp gà. Cái hũ này là hũ nước hèm nè. Đó. Hũ nước hèm. Rồi hồi nãy thì Khánh có chế một chút xíu nước, như là nửa cái ly nước á vô đây, tại vì sợ bao nhiêu đây nước hèm á là không có đủ chín gà. Sợ vậy thôi, hồi gà nó không ngon. Cho nên là Khánh chế một chút xíu nước, rồi nước này mới để lên nó sôi lên này. Giờ Khánh chế hết cái hũ nước hèm này nè vô trong cái nồi. Đó. Rồi. Trong đây có chút xíu nước thôi. Khánh biết rồi, bây giờ nãy giờ Khánh suy nghĩ, Khánh hủy cái hũ nước hèm. Khánh liếm thử một miếng thì Khánh thấy là nó có một cái vị chua. Chua và có mùi của cái cục lên men á, cục men.
À, thì giờ Khánh suy nghĩ, hồi nãy giờ Khánh đi tới rồi cứ Khánh suy nghĩ, người ta nói là mấy ông nhậu đi gần như cái hũ hèm, là bây giờ Khánh biết tại sao rồi. Tại vì mấy ông đó nhậu mà không có tắm, ở dơ, cho nên là cơ thể bốc lên cái mùi chua chua. Cái mùi chua này là cái mùi của hũ hèm, giống giống như hũ hèm này nè. À, giờ Khánh biết rồi. Rồi giờ Khánh bỏ cái con gà này lên đây. À, chuẩn bị hấp. Nhưng mà trong lúc mà chuẩn bị hấp á, thì Khánh để vô một miếng hành nữa nè. Đây là hành. Giờ Khánh cắt cái đầu hành á, Khánh để vô chung với con gà. Còn cái lá hành thì lát nữa Khánh bỏ vô Khánh hấp sau. Đây. Khánh cho nè. Khánh bỏ vô cái bụng của con gà vậy nè. Khánh đẩy nó lại. Vậy là khi mà mình ăn thì nó sẽ rất là thơm. Còn cái khúc hành còn lại này á, thì giờ Khánh sẽ cắt làm hai. Khi nào con gà nó chín rồi chuẩn bị nhắc nó xuống, trước 3 phút thì mình sẽ để hành này vô cho ăn cho nó thơm và nó có cái màu xanh của hành, nó không có bị quá chín, nó vừa chín tới vậy là ăn rất là ngon. Rồi hành mình để vô lần hai, còn này mình đậy nắp lại, mình để đây hấp trong vòng khoảng 35 phút là con gà này nó chín rồi. Mình chờ 35 phút sau là có món gà hấp hèm ăn. Giờ thì trời ở ngoài là đang chuyển mưa. Đó, nãy giờ là không, ở trên ngọn dừa là không có một miếng gió nữa. Ngọn dừa đứng trân trân luôn, không nhúc nhích luôn. Thì mong lần hồi nữa khi mà trời mưa thì gà này nó vừa chín tới. Ăn mình chấm, giờ Khánh đi làm muối ớt, hồi chấm ăn cho nó ngon. Ở bên hông nhà Khánh thì có một cây xài bưởi. Đó. Từ hôm đó nay thì cũng có xài già, có xài chín. Đó. Khánh với thằng Tý với Dung Tiền ở nhà cũng ăn lần lần. Đó. Mấy bữa nay là xài chín rớt liên tục. Ngày nào mẹ Khánh với dì Hương cũng có ra lượm xài hết trơn á. Thì ở dưới đây bữa hổm bơm bùng, chú hai chú bơm bùng. Cho nên là tới xài nó gớt á, nó dính ở dưới bụng. Nó dính ở dưới bụng, nó không có bị dập. Mày ăn coi thấy mẹ. Hồi nữa, gió nè, gió đang có gió nè, hồi nó gớt cái bạch nữa. Chứ cũng hên chú hai chú bơm bùng, tới xài nó không có gớt, nó không có dập. Chứ không thôi không bơm bùng là nó dập liền á. Thấy mẹ. Ở trên đó Khánh thấy là có mấy tái xài đang chín đung đưa tảnh á. Mà nó cao quá, cây chỉ không có tới, giờ chỉ chờ nó rụng xuống rồi ăn thôi hả. Chứ hái không được. Đó. Giờ ở trên đọt dừa bắt đầu có gió lần lần rồi, mưa tới rồi. Đây là cái cơn mưa thứ hai. Hôm nay Khánh Vy cứ nói với Khánh là mẹ ơi mai mốt trời mưa tới thì cho con tắm mưa nghe. Bữa nay thì thứ bảy cho nên là Khánh Vy ở nhà không có đi học, nhưng mà giờ này trời mưa tới nhưng mà đang ngủ rồi, cho nên là chắc không có cho tắm mưa. Cho tắm mưa chắc là không chịu vô luôn rồi đó, tắm hoài. Đó, mưa tới rồi. Ủa? Ủa? Tắm mưa không con? Có mưa không? Hử? Kỳ vậy? Nói thức dậy rồi. Coi đi cà lội vậy. Nói cháu mới tắm bơi lội rồi tắm gì nữa. Hồi nãy dì ba mới chở đi tập bơi. Tắm nữa mình. Nó chắc mới ngủ dậy còn say ke. Thấy thiệt chứ, dì sáu mới thấy anh nhắm mắt dì sáu đưa mà bây giờ thức dậy không ai luôn. Nghe trời mưa á. Trời mưa rồi, trời mưa rồi mấy con cá dưới nước nó cũng mừng dữ lắm.
tại vì hôm nay cũng nước cũng mặn nè, ngày nay trời mưa tới rồi có nước ngọt rồi. Mấy cái tàu lá ở nhà Khánh nè, cái tàu lá nó màu xanh nè, nhưng mà nó đốm đốm, nó có đốm đốm này nè, là con sâu lá nó ăn đó. Nó con sâu nhỏ xíu nó còn ten nè, nhỏ xíu nó còn ten bằng ten với nè đó, nhỏ xíu nó đu á, con sâu lá nó ăn cái lá. Nhưng mà mẹ Khánh chưa có đốm cái bụi lá này, lý do là nắng á, khi mà buổi trưa trời nắng nó chiếu xuống hồ á thì nó không có hắt cái nắng nóng mà vô cái võng cái chòi cái bên đây để làm ngủ trưa nè, cho Khánh Vy ngủ trưa thì nắng nó không có hắt vô, nó không có nóng. Chứ mà nếu mà chặt cái bụi lá này rồi cái cảnh quan thì nó đẹp một chút, nhưng mà nó nắng, nó nóng lắm. Gió thổi ở ngoài sân vô nó nóng dữ lắm, nóng. Trời mưa tới à, mừng quá. Này có nước, mưa tới thì có nước xài. Đó. Cái này là cái cống. Ủa, không phải, cái này là cái máng. Cái máng hấn nước ở trên cái máy ton, thì có cái đường ống á. Lòn xuống đây nước mưa nó sẽ chảy xuống cái cống này. Thì tới tháng nắng á thì không có nước xài, không có nước mưa xài, chứ còn tháng mưa thì ở nhà Khánh có nước xài thoải mái luôn á, có nước mưa xài sướng lắm. Ồ, gió quá trình gió luôn. Ồ, hồi kìa xài rụng đó nè Dư ơi, thế nào hồi cũng có xài rụng đó à, mưa xong rồi thế nào cũng có xài ăn tiếp. Cơn mưa thứ hai nhưng mà cũng Khánh thấy cũng lớn chứ không có nhỏ. Lần trước mưa thì mưa nhỏ xíu và nhỏ hơn như vậy rồi là nó hết mưa, còn bữa nay là mưa lớn nè. Mưa lớn nước ở trên mái nhà nó xuống nhiều dữ lắm. Rồi gầm đùng đùng luôn. Luôn. Ồ, nè mẹ hỏi nè, con sợ tội gầm dữ không?
sợ hả? Hồi nãy sao mà con thức vậy vậy? Hồi nãy con nghe gì mà con thức vậy vậy? Ngồi sớm. Con nghe mưa. Nghe mưa hả? Con ăn gì á? Bánh hả? Mưa mới chừng được 10 phút thôi mà nước nhiều gì đâu. Có tiền nước luôn. Bữa nay có nước mưa xài ở Tâm Cống rồi. Từ hôm đó nay á, lý do là nước mặn á, cho nên là Khánh không có dám xài nước nhiều. Mẹ Khánh cũng có bơm nước để ở Tâm Cống sẵn. Nhưng mà nếu mà như mà xài hết hai cái cống nước ở trong đó rồi á, mà trời chưa có mưa xuống là phải xài nước mặn. Còn nước nước mưa thì dự trữ ở trong mấy cái lơn á, thì mẹ để ăn uống với lại tắm rửa cho Khánh Vi. Hồi nãy giờ mưa mà càng ngày mưa càng lớn, mưa không có ngưng luôn, mưa trắng xó luôn, quá trời lớn luôn. Đó mưa đầu tiên mà lớn dễ sợ lắm. Đậy lại chụm cho nó sôi lên, nó nóng một cái nữa. Hành này vừa chín tới là bắt đầu nhắc xuống được rồi. Đây nữa. Au! Nó nóng. Nó vừa thổi hay vừa đút vô liền. Qua được rồi, được rồi. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá đi. Trời ơi, coi nè. Ngon dễ sợ, ngon luôn. Trong đây hành á còn tươi xanh luôn nhưng mà đã chín rồi. Ngồi ai ăn giò ta? Ai ăn giò? Chắc mẹ quá. Thơm quá chừng luôn, hành với hèm á nó thơm thơm. Hai cái nó kết hợp với nhau nó thơm dễ sợ. Này là Khánh đập muối ớt, hẳn chấm với thịt gà. Mẹ thôi đâm, ơi hột ớt văng vô mắt là đuôi á. Cái này thì mình ăn gà chấm với muối ớt á là đúng bài bản luôn á. Rồi mẹ ơi, dì Hương kia ăn nè, dì Hương ơi. Mẹ ơi, ăn nè. Khánh xin mời ông bà, cô chú, anh chị cùng thưởng thức món gà hấp hèm. Gà hấp hèm hấp hành. Món gà hấp hèm này nè, thì mình muốn ăn với gì mình ăn. Mình ăn cơm cũng được, rồi ăn không cũng được, hoặc là ăn chơi cũng được. Thì hồi sáng này Khánh đi chợ, Khánh thấy người ta có bán cơm rượu, thì Khánh mới nhớ lại hồi chiều nay mình làm món gà hấp hèm thôi, mình mua 3 bịch cơm rượu về mình ăn
tráng miệng cho nó ngon, cho nó đúng bài bản. Bên đây thì hèm, còn bên đây thì rượu. Mình á thì uống rượu không được, mà mình ăn cơm rượu thì được. Đó, cho nên là để ăn tráng miệng. Rồi bây giờ Khánh sẽ xé gà ra. Vừa mưa xong thì gà cũng vừa chín luôn. Nãy kia công nhận mình ước gì có đó thôi thiệt. Bữa nay mưa đã mưa lớn thiệt chứ. Mưa đầy hai cống luôn à. Nó quá đầy nước. Nay xài thoải mái. Ừ. Nay dặn được thì xài luôn. Thôi, hầm nghe trứng giữa. Hồi nãy mưa lớn quá trời lớn luôn. Mưa được mưa luôn ạ. À. Không mấy nha. Mà tài gầm. Tài gầm sẵn. Tài gầm sẵn, chắc tài gầm quá trời gầm luôn á. Em đi Khánh nhóm nó tính chạy không? Trời, chạy đâu cho khỏi. Chạy đâu cho khỏi không trời. Ở trong bầu trời chạy đâu cho khỏi. Ngon quá. Hấp dẫn quá. Nó làm gì gặm cái đùng, cái em tấm to nó làm cái đùng nó trời ơi rung chết. Hồi nãy á thì Khánh đang ăn xài, cái Khánh cầm con sao, con dao á, Khánh gọt cái xài, cái tại gặm cái đùng, cái Khánh làm gì nè. Đang gọt cái xài nè, cầm dao gọt cái xài, gặm cái đùng, buông ra liền. sợ á là điện nó giật, sợ muốn chết luôn á. Không cần sợ sợ ai nữa, sợ ai cái tại cái gì ai người ta lì cỡ nào lì với tại gầm là ai cũng sợ đây. Ai cũng sợ hả? Ừ. Nhất là mấy người hay thề thốt. Ai da nóng quá. Cái gì kêu thề tài đánh đi, không dám thề nè. Không dám thiệt hả? Không dám thề. Hồi một lần ưa nghe người ta nói gì ai dám. Ủa nó nóng, nóng quá đỏ á. Chứ thề xe đụng nhiều khi người ta dám thề. Không dám. Ai mà liều mà chịu. Khánh nào tới giờ Khánh không có thề hết gì hơn à. Đâu có gì đâu thề. Làm gì đâu thề. Có gì không thôi chứ có gì đâu thề. Vậy hơn. Vậy hơn ăn cái này ngon à. Cho mẹ cái này nè. Đó, cho mẹ cái này gần này. Thế ra không được, nóng quá. Rồi. Còn Khánh thì Khánh sẽ ăn cái cánh. Cái cánh là của Khánh. Rồi. Miếng thịt. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng thưởng thức. Xin mời cả nhà. Rồi, ăn cái gì hả? Ăn thử coi. Gà hấp hèm, hấp hành. Ăn thử coi. Có hấp lên nước mà thử không? Ừ, hấp được mà. Ngon, thử cũng ngon không? Để thử coi. Ừ, nhìn dữ nó hấp dẫn dữ sợ luôn. Chấm dữ muối ớt rồi mà. Chấm thêm muối ớt rồi mới ngon. Ngon. Thấy gần sao? Giống hủ chua, chua cay cay. Giống hủ hèm không? Ăn vậy là mau tiêu lắm á Khánh. Chua chua. Thơm thơm. Chua nhẹ, chua nhẹ, chua giống như cơm mẻ vậy đó. Dạ, ăn được. Ha, y như là bò nhúng cơm mẻ mà cái vị chua cái củi cơm mẻ vậy nè. Nó lên men. Ngon, làm như canh chua vậy á. Làm như canh chua cơm mẻ vậy đó. Đi này có nêm rồi đây hả? Ăn này nhớ canh chua cơm mẻ. Cái nước hèm hồi nãy á thì nó có vị chua nhưng mà lúc nó ướp gà thì nó có ướp á. Miếng hạt nêm với miếng muối. Hành, tỏi, ớt. Cho nên húp vô y như là canh chua vậy đó. Thơm ghê ạ. Ăn hành. Đây là hành lá nè. Mày ăn hành được không? À. Ăn hành, cũng hành. Hành xanh nè. Mùi hương. Ăn hành để cho nó cho nó có chất hành trong người. Ăn hành này cũng như ăn rau cái gì. Ngọt quá. Nó thơm mà nó ngọt. Hành với hèm hai cái nó kết hợp với nhau nó thơm thơm làm sao đâu á. Ngon lắm. Cái món này là đặc sản ở trên thành phố rồi mẹ. Ngọt không? Hồi đó hèm ta để heo ăn.
dễ khác ha, thánh thịt gà nè, dễ khác không? Về hè người ta ăn nữa. Trời ơi, mấy người ta nấu rượu á chị, mặn gà sạch để vô hấp. Chị Hương nói là trong cái nồi mà ta hấp rượu rồi nè. Chị hỏi chứ nồi còn thơ quá. Chị Hương nói mặn gà sạch sẽ bỏ tổng luộc luôn. Chính. Chính tầm. Ừ. Anh Hà giết là ăn. Mấy ông hồi xưa vậy hay hả? Chị tí á. Chị sáu tí hả? Ừ. Ừ. Thôi chị Hương biết. Con vợ nó. Hả hả? Chính xác đó. Mình nhỏ nhỏ để vô chính tốt à. Chính. Người gà bự cũng chính nữa. Chứ gà già không được. Cái nồi đơn giản à. Nè nói là muốn ăn nó mặn sạch sẽ bỏ vô. Cái con gì nó bu con hả? Chị Hương. Cái. Rồi. Hết rồi. Chưa thành hũ hèm mà con kiếm mua ăn là mẹ con vớt ra vậy đó. Ngon thiệt. Đây là đậu hành. Đậu hành nằm ở trong cái bụng gà hồi nãy giờ nè. Nó giòn nó ngọt. Ngon quá. Con hiểu hết. Ngon chưa? Hồi nào tới giờ dì Hương có ăn lần nào chưa? Chưa. Thánh cũng chưa ăn lần nào. Mẹ chắc chưa ăn lần nào luôn. Không có ăn. Ừ. Nó chua con mẻ vậy. Ừ. Ngon không? Ừ. Thơm nữa. Múc miếng nước nữa mới ngon. Tại vì trong cái nước này nè, có gia vị nè, rồi có mỡ gà nó nổi ở trên đây nè, rồi cái cay chua chua, ngọt ngọt, ngọt nước của con gà nó ra, rồi ngọt thêm gia vị nữa. Ngon cái này kêu bằng gà hấp hèm hả? Ừ. Gà hấp hèm. Cái này mấy ông nhậu mà trời mưa về là nhậu dữ à. nhậu gì? Nhậu kêu bằng gì? Không say không về. Thai hồi xưa. Nằm một đống luôn á. Nó mấy ông hồi xưa nhậu thỉnh nằm ruột tại bàn luôn chứ bộ. Ừ. Đó. Tối thì đâu có điện rồi giống như giờ đâu. Đâu về được không? Đâu có quơ đuốc nổi. Ngon thiệt. Hết miếng nước hèm đó. Bữa nay mình làm con heo. Giờ Thánh mới biết tại sao con heo nó phải uống nước hèm rồi. Tại vì trong cái nước hèm này nó rất là thơm. Nó có cái vị chua. Khi mà mình hủi thì mình hơi khó chịu. Nhưng mà khi mà mình quen được cái mùi này rồi á, mình cảm thấy nó thơm và nó ngọt cái thơm cái mùi nếp và nó ngọt cái nước của con gà đi ra ngon dữ sợ. Hồi đó má tôi nấu rượu gì sao dạ. Cái nấu thất hấp rượu có 2 lít à, hai lít rượu gốc à, cái sao cái nó bị khét nó hôi á dạ. Cái má tôi mi đổ ra cho heo ăn, heo sai gì rồi sao xỉn luôn hả? Xỉn luôn, nằm nó ngủ nó dậy không nổi. Đây là cái phao câu của con gà. Thánh này Thánh khoái. Tôi nhớ hồi đó heo bông nữa. Nè. Nằm cái mình đẩy nó lăn qua lăn lại nằm hoài vậy á. Rồi đến hồi tới chiều lại tỉnh dậy đứng dậy đi. Chị sao không nhớ là rượu gốc mà người ta ấy đó, mấy người xanh á. Người ta hơ tắm em bé gì hết. Ủa con gà này ai lắc cái phố câu đó rồi ta? Ủa ai lắc cái cục cầu dầu á? Chị Hương lắc hả? Vì không có lắc. Vậy là nó tự động ai lắc rồi. Xì. Không phải, nó không có xì, nó mất tiêu luôn á. Hình như con gà này không có luôn á. Tắm em bé hả? Cái dặn rượu gấp á chị. Bữa về cái pha nấu nước nấm vậy á. Ấm ấm vậy á, chế dùng vậy. Mà nói chứ nãy giờ ăn làm như thấy nó tê tê á. Tê tê gì? Nó xỉn xỉn á. Một đó. Dì Hương có thỉnh không? Không. Mẹ phải em. Nó không như lạ, mẹ nó lạ. Nó lạ lạ. Ừ. Nó hơi có cái vị men á. Nó có vị men. Ừ. Rồi, bây giờ sẽ... Dì Hương ăn cơm rượu rồi. Mánh mốc miếng cơm rượu rồi dì Hương ăn nè. Chết. Rồi dì Hương ăn trước đi, mẹ Khánh ăn hết mới móc tiếp. Chung rượu ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt. Dì Khánh phải ăn chung rượu đó. Vậy hả? Ừ.
mình ăn cơm rồi. Kiểu này ăn giống ăn ăn uống rượu hay sao? Tại là rượu trong rượu người ta trao đường nó ngọt. Này ngọt nè. Cái món này ăn chung với cơm rượu hợp không nè? Ngon. Ăn vô là ấm bụng. Công nhận gà làm cái món này ăn dễ sợ luôn á. Rượu này ra lên nhiều à. Nên em miếng cơm rượu này nó sát nó nổi rồi nè. Nó nổi phình lên y như là ai dục cái bao vậy dưới sông. Nhìn nè. Cơm rượu này làm bánh bò. Nhỏi này vô nè. Bây giờ Khánh sẽ ăn cơm rượu. Cơm rượu này nổi này đó là bánh bò mau nổi lắm nè. Khánh cũng khoái ăn cơm rượu dữ lắm. Tại cơm rượu nó tiêu. Nghe nói là sổ lãi được. Tiêu đó. Ngon quá. Mày ăn nữa mẹ. Dữ hơn nữa gì không? Gấp thịt kìa gì không? Mẹ thích cả cái này. Thịt này gì không? Chân này cho mà con cho mẹ thêm cái nữa cho đủ cặp. Dạ này nè, ăn lúa chứ hoặc là ăn bắp nè mà Khánh. Thịt nó dễ khác luôn á. Ủa cái da? Cái da để cho ăn Vi. Cái này cay. Cay hả? Ừ, Vi phải ăn da mà có điều nãy hai cái ớt trong đây nè. Quên nha. Cay. Món mặn món khác cho nó ăn. Ngon quá. Ngon dễ sợ. Clip của Khánh tới đây cũng đã hết rồi. Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú chị rất là nhiều. Thật sự thì ăn xong cái món gà hấp hèm này á thì Khánh cảm thấy là rất là ngon và nó có một cái vị rất là đặc biệt, rất là lạ. Ai mà không uống rượu được á vẫn ăn được cái món này. Cái món này thì Khánh nghĩ là ăn nó rất là mau tiêu. Ví dụ như ai mà mới vừa hết bệnh hay là yếu yếu trong người á thì làm cái món này ăn là chắc chắn là sẽ khỏe lại luôn. Nó khỏe ở trong người, nó mau tiêu với lại nó bổ nữa. Khánh xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Nếu như ông bà cô chú anh chị thấy thích thì nhớ like, chia sẻ, coi hết quảng cáo cũng như là nhớ comment ở dưới bên dưới clip để ủng hộ cho Hương Vị Đồng Quê nghe. Và đừng thả icon để không thôi Khánh sẽ bị trừ view. Khánh xin chúc ông bà cô chú anh chị có một ngày mới vui tươi hạnh phúc và một đêm ngủ thiệt là ngon giấc. Còn bây giờ thì cả nhà Khánh xin chào và xin hẹn gặp lại.